Xin chào chị em, hôm nay Hà Nhật VIP sẽ khui một thùng máy lọc nước ra. Thùng máy lọc nước này là em ship hàng hàng đấu giá bên Nhật về chị nhé. Chiếc máy này thì đây là bill gửi bên Nhật về chị này. Đây là bill vận chuyển chuyển phát nhanh nhé. Không biết cái hãng gì đây, toàn tiếng Nhật không à. Đây là cái mã bill vận đơn chuyển bên Nhật về chị nhé. Đây nó ghi là Chimiong T8000 này. Đó, hôm nay mới khui trực tiếp cho anh chị xem nhé. Xem là bên Nhật họ đơn giản, họ chỉ đóng bìa carton vậy thôi. Nhưng mà hàng gửi về thì đa số rất là ok, không có, gần như rất ít khi bị bể vỡ. Em sẽ khui chiếc máy này. Đây nhỉ. Đóng gói khá đơn giản thì thấy không? Một con Chimiong T8000. Đầu tiên đây cái gì, đây cái chai nước thử độ pH của nước nhé, chai nước thử này, bảng màu này, chai của Nhật thì rất đắt tiền nhé, chai của Nhật thì bên Nhật bán khoảng 180.000 một chai này. Đây cái dây dẫn gì này, cái dây dẫn ba cái dây dẫn vào nước cấp với cả nước thải với nước sử dụng này, ba dây này mới chưa sử dụng luôn nhé chị nhé, này không biết máy sao nhờ ba dây này chưa sử dụng luôn. Rất mới luôn. Chỗ bán hàng này cũng rất cẩn thận, có cả cái bong bóng hơi nhé, bong bóng hơi rất là lớn. Cái bịch hơi nó sẽ giúp hàng không bị bể vỡ. Đây là một cái để anh chị cái những cái co răng co gen ấy, để mình lắp cho cái hệ thống vòi kết hợp với cả cái vòi lavabo anh nhé. Đó. Đó hết rồi nhá, cái thùng bên trong là hết rồi này. Còn mấy cái mút hơi nó bị xịt, nó bị xẹp xuống kìa. Ở đây là một chiếc máy lọc Chimiong T8000 đây. Ở bên trong thì họ tiếp tục họ gói chiếc máy này rất cẩn thận. Vậy đó, lại có một lớp mà mút hơi. Wow. Còn Chimiong T8000 này vô cùng đẹp đó chị ạ. Mới leng keng luôn. Con máy này là em mua ở bên kia ấy, thì nó xác nhận là một mặt hàng đã qua sử dụng gì nhá, nhưng mà không hiểu sao nó còn rất mới luôn. Mà hình như nó chưa sử dụng nó sao nhỉ? Sao này. Con này như máy mới chị ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái đuôi ra xem bên trong không sao. Con này là hàng, không biết hàng sản xuất hay hàng mới đây. Cũng có một số máy về nó là hàng mới nhưng mà nó thiếu đồ nhé, thiếu thùng ấy. Đây, con này đây, nhìn nó không có vết bẩn nào luôn nhé. Đây, băng keo Nhật nó rất hay, nó không bị dính những cái băng keo vào cái nhựa này. Nếu bình thường băng keo Việt Nam mình dính vào bóc ra này, nó dính đầy vào băng keo luôn. Con máy này về nguyên bản nguyên như này mà nó rất mới luôn, chưa bao giờ em gặp con chim 8000 nó mới như này. Đây, từ cái này nhá chị này, không thấy gì sét, không thấy có hiện tượng nước vào nhá, không thấy bẩn luôn, phải nói là nó rất mới luôn. Đây một số cái phụ kiện ở đây. Đây nhìn này. Rất trắng rất đẹp luôn. Là phần nõi lọc nhé. Rồi con này xác nhận là đã có nước rồi nhỉ. Tức là có nước vào nõi lọc rồi thì nó là hàng đã có sử dụng nhé, nhưng mà con này còn rất là mới luôn. Ở đây nó có một cái hộp mà để chúng ta bỏ canxi này, cái này là bổ sung khoáng cho nước nhé, nếu như vùng nào thiếu khoáng mình sẽ bỏ canxi vào đây. Cái nõi lọc chiếc máy này thì nó sở hữu nõi lọc 14 đến 16 ngàn lít. Dòng cao cấp thì nó là 14 ngàn, còn dòng nõi lọc bình thường thì nó là 16 ngàn nhé. Nõi lọc khá là lớn. Chiếc máy Chimiong T8000 này của hãng Chimiong nó cực kỳ là bền bỉ và
điện phân cực kỳ tốt. Nếu anh chị nào đã dùng hàng chim này anh chị biết rồi, anh chị thử test pH các thứ nó đẹp lắm. 8.5 trở lên tất cả mọi thứ pH nó đều rất là đậm, rất là đẹp luôn. Mình nhìn khá là pro với mình những một con máy ra giá rất rẻ luôn. Chẳng qua là đời sản xuất nó hơi thấp nhé, năm sản xuất thì nó cỡ khoảng 2004-2005 trở lại thôi. Nhưng mà nó phải nói là rất chất luôn. Anh chị xem những video test máy thì anh chị sẽ biết cực kỳ đẹp. Con máy này là một trong những con máy về mà chưa có spa lại, chưa có làm lại gì hết, chưa có gì hết á. Nguyên bản về mà còn rất là mới luôn nhé. Kiếm một con chim Yongti 8000 này. Con này xem đời bao nhiêu đây. Nó năm sản xuất thì thường thường nó sẽ ghi trên dây. Chiếc máy này nó sản xuất năm 2004 anh chị nhé. Này, dây còn trắng nõn thì không, đằng sau cũng vậy cực kỳ đẹp. Ở phần phía chân này thì anh chị sẽ thấy là nếu mà mình để cái mặt sau này mình ngửa ra như này thì anh chị sẽ thấy là ở bên tay phải này là đường dây cấp nước này, bên tay trái đây là đường dây nước ra để chúng ta sử dụng này, còn bên tay trái ngoài cùng này thì nó là đường nước thải chị nhé. Đó, chiếc máy về còn và nó còn là rất mới. Chiếc máy này thì chị sẽ thấy đây thông số của nó ở phần này. Chimion T8000 này, đây là giống như là cái model của máy hay cái gì đó. Model của máy là Chimion T8000. Điện đầu cấp cho nó là điện 100V, con này dòng 5A nhé, dòng rất lớn. Thường thường máy lọc nước thì dòng khoảng 1,3 hoặc là đến 3,8 gì đó thôi, nhưng riêng con này nó dòng đến 5A luôn. Và chiếc máy này đây là giống như series đó này. Đây chắc là cái giống như là cái cấp phép của Bộ Y tế, thế này cái mã số này dài này, còn đây là cái series của máy này. Đó. Chiếc máy này thì chị có thể treo tường được nhé, treo tường bằng ba cái lỗ ở đây, nó thiết kế ba cái lỗ này thì chị treo tường này. Đây thông số kỹ thuật thì anh chị sẽ sự lỗ lọc 14 đến 16 ngàn lít tùy từng lõi. Bàn phím thì khá là nhạy nhé, rất là nhẹ luôn, nhấn rất là nhẹ. Sở hữu 5 tấm điện cực, tấm điện cực của hãng Chim này cực kỳ tốt. Bởi vì nó qua 5 tháng mà nó điện phân cực kỳ tốt nhé. Mà bên Nhật khả năng họ về vệ sinh máy thì rất ít khi họ vệ sinh máy. Đa số họ dùng cho họ bỏ không mà chứ họ không có vệ sinh máy cẩn thận như mình đâu. Nhưng mà những dòng chim này khi mà sử dụng đa số về em thấy nó điện phân cực kỳ tốt, hydro tốt, chỉ số chống lão hóa còn tốt, độ pH ra rất tốt, rất mạnh luôn. Nếu mà nhà anh chị nước yếu khi lấy 9.5 nó sẽ có thể nó ra đến 10.0 luôn. Đấy là khi mà chị lấy nước yếu nhé. Tấm điện cực 15 tấm này, nó lọc 14-16 ngàn này. Nếu mà thông số về chiếc máy này với giá khoảng trên dưới 10 triệu tùy từng đơn vị bán thì anh chị sẽ thấy là một chiếc máy rất là hợp lý cho những chị về vấn đề kinh tế nó hơi bị eo hẹp hoặc là chưa muốn đầu tư nhiều về chiếc máy lọc nước yêu kiềm, thì đây là một trong những con máy để anh chị lựa chọn rất là ok, rất là phù hợp. Chiếc máy này xử lý nguồn pH có thể nó yếu yếu một chút cũng được, nó có thể là trên dưới 7 chấm một xíu nó vẫn xử lý được nhé. Còn một số dòng máy thì dưới 7 chấm thì nó xử lý rất là kém, nhưng con này có thể là 7 chấm, dưới 7 chấm một xíu thôi là nó vẫn xử lý ok. Mà tốt nhất anh chị xử lý máy lọc nước yêu kiềm thì mình muốn dùng nó thì mình nên cấp nước cho nó độ pH khoảng trên dưới 7.5 một xíu là được, là chuẩn nhất. Ở còn cái phần làm cho giới thiệu nhỉ, rồi làm màn xót rồi này. Ở đây có một cái phần này con tim ti tiếng ngàn thì thứ nhất là nó có mấy cái nút đây thì nó tắt mở nhạc âm thanh cái thứ này, tắt mở điện phân ở đây này. Và đây nữa là nút reset nó lọc này, cái nút nhỏ đây này, cái nút tròn này. Còn đây là anh chị điều chỉnh nước thải nhiều hay thải ít thì nhá, mình sẽ điều chỉnh ở đây. Rồi cơ bản là chiếc máy này thì cũng rất là dễ sử dụng. Bên em sẽ có một cái đề can hướng dẫn bằng tiếng Việt dán bên cạnh này, có hình ảnh hướng dẫn này, minh họa, có tiếng Việt, anh chị sẽ nhìn từng phím một rất là chuẩn và rất là dễ dùng cho tất cả mọi người, kể cả người già trẻ em, nếu mà đọc được thì rất là dễ. Người già mà có thể mắt kém không đọc được mình có thể nhìn hình ảnh nhé. Uống trà là hình ly trà, nấu cơm là hình bát cơm, nó rất là dễ dùng thôi. Chiếc máy này nó sẽ tạo ra pH từ khoảng 3.0 cho đến khoảng 10.0 trở lên một xíu.
đấy, có những nguồn pH tốt thì nó sẽ có thể tạo được 10.3, 10.5, nhưng có những độ pH yếu thì nó sẽ ra khoảng 10 chấm gì đó. Thì nó đầy đủ các loại nước, nước sát khuẩn nhẹ này, độ pH khoảng 3.0 này, nước có độ pH 5.5 để rửa mặt này, nước trung tính và sữa ống thuốc này, nước kiềm 8.5 để uống cho người mới bắt đầu này, nước 9.0 để uống cấp độ 2 và nấu cơm nấu canh, nước uống 9.5 là uống hàng ngày, uống thường xuyên và là pha trà pha cà phê. Nước uống nước cuối cùng là khoảng 10.0 đến 10.5 là chị dùng để ngâm rau củ quả nhé, để loại bỏ độc tố và có trong thực phẩm và rau củ quả, rất là tốt cho sức khỏe. Rồi chiếc máy này là chiếc máy nguyên bản đi nhé, bên em thì bán rất nhiều các loại máy lọc nước ion kiềm khác nhau, từ giá được khoảng 3 triệu cho đến khoảng vài chục triệu đến cả 100 triệu, hơn 100 triệu cũng có nhé. Thì mình đây tùy theo máy cũ máy mới, thì theo hãng, tùy theo tính năng, tùy theo chất lượng các bộ phận bên trong, linh kiện bên trong, tới bên cực nhiều ít, nó rất nhiều cái để quyết định đến giá. Cũng như một chiếc máy 8.000 em chỉ có những chiếc máy 8.000 em chỉ bán khoảng 5-6 triệu, ví dụ như nó về nó hơi xấu, nó hơi vàng, nó hơi bị ngả màu do thời gian. Có những máy đẹp này thì giá loại cao, còn có những máy mà ví dụ anh chị muốn sơn lại thì giá thấp hơn một xíu. Cơ bản là sơn hay không sơn thì bên em sẽ đều nói cho anh chị là sơn hay không sơn. Và những chiếc máy nó hoạt động ok rồi, nếu chị muốn sạch sẽ, mình nếu muốn đẹp ấy, thì mình sơn lại nhé. Sơn lại thì thường thường bên em sẽ sơn cho mấy cái bên sơn theo công nghệ ô tô ấy, và phủ bóng chống trầy 2K này, nó cũng khá là đẹp và khá là chuẩn luôn. Đây nên chị nếu muốn zin thì mình cứ để zin. Để zin thì đa số nó sẽ hơi vàng, tại nó theo năm tháng ấy chị ạ. Năm 2000 này mấy đến bây giờ thì cái nhựa trắng Nhật ấy, nó là nhựa nguyên sinh thì cơ bản nó cũng vàng rất nhiều nhé. Thì một chiếc máy này là chiếc máy nguyên bản như vậy. Nếu anh chị nào mua chiếc máy này thì em sẽ bán cho anh chị giá 10.500.000 đồng. Còn nếu anh chị mua thêm lõi lọc mới thì nó khoảng tầm 3.300.000. Nếu anh chị mua thêm lọc thô này, đổi nguồn này, van vòi khóa mở nước cho máy này, tức là một cái khóa chuyên dụng để cho cái máy này, thì tổng ba cái đó nó rơi vào khoảng 1.800.000 chị nhé. Anh chị nào quan tâm đến chiếc máy này thì vui lòng liên hệ với em qua hai số điện thoại bên trên: 0936057805, 0907671913. Còn anh chị nào muốn xem nhiều loại máy hơn nữa thì anh chị vui lòng đăng nhập vào trang web mà nội địa nhật bản .net để mình có thể mình xem thêm nhiều sản phẩm, nhiều giá ở trên website bên em nhé. Bên em bán rất nhiều các loại máy khác nhau, các loại máy, các dòng máy, các hãng luôn, rất nhiều giá anh chị lựa chọn ở trên trang web, nên là anh chị vui lòng truy cập web để mình tìm theo nhiều sản phẩm tốt hơn nữa, phù hợp với mình hơn nữa. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Anh chị hãy like hoặc share video, chia sẻ đó, để cho nhiều người biết đến cái máy ion kiềm hơn. Bởi quả thật là chiếc máy ion kiềm là chiếc máy rất cần thiết cho gia đình chúng ta, và chúng ta nên đầu tư nhất. Em sẽ thử cắm điện chiếc máy này cho anh em xem này. Nó cắm là có tín hiệu điện nó kêu, đúng không? Đây là mình bật nút nguồn này, đó anh nhìn thấy nó đèn nó sáng này. Rồi, ok ha. Đó, đây là nước trung tính, em bật nước trung tính này. Rồi, anh chị nào quan tâm chiếc máy này thì liên hệ với em nhé. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị video sau. Xin cảm ơn rất nhiều.